thêm một pha kết thúc tốt nữa của Đinh Văn Phương. Rồi chỉ có Minh Quốc Sư bám chắn với Văn Phương và như vậy rõ ràng là không. Mười bảy, mười tám. Liên tục hai đội sử dụng những pha tấn công hàng sau. Và điểm số thuộc về cầu thủ Hà Tĩnh. Đây là cơ hội cho Hà Tĩnh. Văn Phương. Douglas. Tay phải và nhỏ quý vị và các bạn. Bên phía đối diện là Hà Tĩnh. Điểm số đầu tiên đã được diễn ra. Đó là tình huống ghi điểm của cái tên quen thuộc từ Thanh Thuận. Quá khó cho hàng chắn phía sau bên phía Hà Tĩnh có thể đỡ được trong tình huống rồi. Pha phối hợp quen thuộc giữa Xuân Tân và Từ Thanh Thuận. Như vậy điểm số được tính cho Sanek Khánh Hòa 14-15. Đó là tình huống chuyển bóng rất kịp thời và chuẩn xác của Xuân Tân. Khi đội bóng này ở bên bờ vực giải thể. Đó là những tình huống mà hai cây chủ công của Sanek Khánh Hòa liên tục có những pha ghi điểm từ hàng sau. Cách đây quãng hơn 10 năm trước thì bóng chuyền Khánh Hòa đã từng có giai đoạn ngấp nghé bên bờ vực giải thể. Khi đó thì dù Ngô Văn Kiều đã được một số đội bóng đánh tiếng mời gọi, ngành vẫn quyết định gắn bó cùng với bóng chuyền phố biển. Và sau khi Ngô Văn Kiều của Đà Nẵng, tuy nhiên thì tại Đà Nẵng chức danh của anh là huấn luyện viên. Điểm cho Sanek Khánh Hòa 14-13. Chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống đánh bóng trên chắn của Từ Thanh Thuận.
Cách biệt lúc này là 4 điểm. Và phát bóng tốt của Nguyễn Văn Quốc Duy và cơ hội sau đó được tận dụng. Cú phát bóng tấn công uy lực của Nguyễn Văn Quốc Duy. Đó là điểm ace. Hai điểm liên tiếp cho Việt Nam được ghi từ chìa khóa là những cú phát bóng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Nguyễn Văn Quốc Duy có thể giữ nhiệt được hay không? Những gọi hội ý rất kinh nghiệm của huấn luyện viên Giang Di. Tiếp tục là điểm ace. Hai cú ace liên tiếp của Nguyễn Văn Quốc Duy lên một mạch điểm rất dài cho Việt Nam và chúng ta chỉ còn kém Indonesia một điểm ở set 4. Hội ý xong thì Nguyễn Văn Quốc Duy vẫn không nguội tay. Và tiếp tục là điểm. Cái gì thế này? Thật khó tin. Không có ace